Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài Phép Cộng Có Nhớ Trong Phạm Vi 1000. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 79. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô có phép cộng 263 cộng 4. Bây giờ cô sẽ dùng bộ đồ dùng học tập toán để tìm kết quả của phép cộng. Trước tiên, cô sẽ hình thành số 263 từ bộ đồ dùng học tập. Cô lấy ra 2 thẻ trăm, 6 thanh chục và 3 khối lập phương rời. Cộng thêm 4, tức là cô sẽ thực hiện thao tác gộp thêm 4 khối lập phương. Cô sẽ gộp các khối lập phương 3 đơn vị của số 263 với 4 khối lập phương, cô được 7 khối lập phương ở cột đơn vị. Như vậy, sau khi gộp thêm 4 khối lập phương, chúng ta được kết quả là 2 thẻ trăm, 6 thanh chục và 7 khối lập phương. Và cô kết luận rằng 263 cộng 4 bằng 267. Các em à, vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em cách tìm kết quả của phép cộng 263 cộng 4 trên bộ đồ dùng học tập. Bây giờ chúng ta sẽ không dùng bộ đồ dùng học tập, chúng ta sẽ tìm kết quả của phép cộng 263 cộng 4 bằng phương pháp đặt tính rồi tính. 263 cộng 4, cô sẽ đặt tính như sau. Viết số này dưới số kia sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị. Viết dấu cộng, kẻ một đường gạch ngang thay cho dấu bằng. Và chúng ta sẽ thực hiện tính từ bên phải sang bên trái. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. Hạ 6, viết 6. Hạ 2, viết 2. Như vậy, 263 cộng 4 bằng 267. Như vậy, qua đây chúng ta thấy rằng đặt tính rồi tính sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta khi thực hiện phép cộng so với việc sử dụng đồ dùng học tập. Tiếp theo, cô có phép cộng 213 cộng 224. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tìm kết quả của phép cộng này bằng cách đặt tính rồi tính. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng bộ đồ dùng học tập để kiểm tra lại kết quả vừa tính. 213 cộng 224, cô sẽ đặt tính như sau. Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho số đơn vị thẳng cột với số đơn vị, số chục thẳng cột với số chục, số trăm thẳng cột với số trăm. Và chúng ta sẽ thực hiện cộng từ bên phải sang bên trái. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. 2 cộng 2 bằng 4, viết 4. Như vậy, 213 cộng 224 bằng 437. Bây giờ, chúng ta sẽ dùng đồ dùng học tập để kiểm tra lại kết quả vừa tính nhé. Số 213 chúng ta sẽ thể hiện bằng 2 thẻ trăm, 1 thanh chục và 3 khối lập phương. Số 224 chúng ta sẽ thể hiện bằng 2 thẻ trăm, 2 thanh chục và 4 khối lập phương. Các khối đơn vị chúng ta sẽ xếp ở cột màu xanh. Các thanh chục chúng ta sẽ xếp ở cột màu hồng. Các thẻ trăm chúng ta sẽ xếp ở cột màu xanh lá. Và chúng ta sẽ thực hiện gộp từ bên phải sang bên trái. 3 khối đơn vị gộp với 4 khối đơn vị, chúng ta sẽ được 7 khối đơn vị. 1 thanh chục gộp với 2 thanh chục, chúng ta được 3 thanh chục. 2 thẻ trăm gộp với 2 thẻ trăm, chúng ta sẽ được 4 thẻ trăm. Như vậy, kết quả của chúng ta sẽ gồm 4 thẻ trăm, 3 thanh chục và 7 khối lập phương. Và đây chính là số 437. Vừa rồi, cô đã dùng đồ dùng học tập để kiểm tra kết quả mà chúng ta vừa tính. Và qua kiểm tra, chúng ta thấy kết quả mà chúng ta tính được giống với kết quả mà chúng ta sử dụng đồ dùng học tập. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức vừa học được để làm một số bài tập thực hành nhé các em. Bài tập thực hành số 1, đặt tính rồi tính.
Bây giờ chúng ta sẽ thực hành bài tập số 1 này nhé. Cô có phép cộng 361 cộng 417. Cô sẽ đặt tính như sau. Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho số đơn vị thẳng cột với số đơn vị, số chục thẳng cột với số chục, số trăm thẳng cột với số trăm. Viết dấu cộng, vẽ một đường gạch ngang thay cho dấu bằng và thực hiện tính từ bên phải sang bên trái. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 6 cộng 1 bằng 7, viết 7. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. Như vậy, 361 cộng 417 bằng 778. Phép tính tiếp theo. 530 cộng 56, cô sẽ đặt tính như sau. Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho số đơn vị thẳng cột với số đơn vị, số chục thẳng cột với số chục. Viết dấu cộng, vẽ một đường gạch ngang thay cho dấu bằng và thực hiện tính từ bên phải sang bên trái. 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. Hạ 5, viết 5. Như vậy, 530 cộng 56 bằng 586. Phép tính tiếp theo. 203 cộng 6, cô sẽ đặt tính như sau. Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho số đơn vị thẳng cột với số đơn vị. Viết dấu cộng, vẽ một đường gạch ngang thay cho dấu bằng và thực hiện tính từ bên phải sang bên trái. 3 cộng 6 bằng 9, viết 9. Hạ 0, viết 0. Hạ 2, viết 2. Như vậy, 203 cộng 6 bằng 209. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập. Chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, tính nhẩm. Các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Cô có phép cộng 600 cộng 100. Các em hãy xem trăm là đơn vị đếm. 600 cộng 100 bằng 700. Rồi, bây giờ các em hãy dựa theo bài làm mẫu, tính nhẩm kết quả cho cô các phép tính còn lại được ghi trên các thùng hàng của chiếc thuyền này nhé. Rồi, nói cho cô biết 400 cộng 300 bằng bao nhiêu? Như cô đã nói, các em hãy xem trăm là đơn vị đếm. Vậy thì 400 cộng 300 sẽ bằng 700. Tiếp theo, 300 cộng 500 bằng bao nhiêu các em? À đúng rồi, 300 cộng 500 bằng 800. 800 cộng 200 bằng bao nhiêu? Chính xác, 800 cộng 200 bằng 100. Chúng ta đã học rồi, 100 chính là 1.000. Tiếp theo, 500 cộng 200 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 500 cộng 200 bằng 700. 500 cộng 500 bằng bao nhiêu? Chính xác, 500 cộng 500 bằng 100, mà 100 chính là 1.000. 700 cộng 300 bằng bao nhiêu? À, 700 cộng 300 cũng bằng 100, tức là 1.000. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2, tính. Ở bài tập này, các em sẽ thực hiện tính kết quả của các phép cộng được ghi trên mỗi cánh buồm của ba chiếc thuyền này nhé. Để tính được kết quả của các phép tính này, các em cần đặt tính ra, rồi tính kết quả. Rồi, bây giờ các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Các em hãy thực hiện bài tập số 2 này cho cô nào. Khi nào các em thực hiện xong, thì chúng ta sẽ kiểm tra kết quả lại với nhau nhé. Các em đã làm bài xong chưa?
Rồi, bây giờ các em hãy xem kết quả của cô với kết quả của các em có giống nhau không nhé. 824 cộng 100 bằng 924. 584 cộng 300 bằng 884. 340 cộng 250 bằng 590. 710 cộng 180 bằng 890. 915 cộng 80 bằng 995. 136 cộng 50 bằng 186. Kết quả của các em có giống cô không nào? À, rất tốt. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Số. Ở bài tập này, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các thùng chứa hàng có ghi dấu chấm hỏi. Các em hãy quan sát hình ảnh có trong bài tập số 3 và các em hãy cho cô biết các em đã nhận ra được điều gì. À, quan sát chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ba số liên kết với nhau theo đường nối sẽ tạo thành sơ đồ tách gộp. Số trên là tổng hai số ngay dưới nó. Cô ví dụ 656 cộng 100 sẽ bằng 756. Rồi, bây giờ các em hãy dựa vào điều này điền cho cô các số thích hợp vào các thùng hàng có ghi dấu chấm hỏi nhé. Để có thời gian làm bài, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Khi nào làm bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta kiểm tra kết quả lại. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ, các em hãy xem kết quả của cô nhé. 100 cộng 11 bằng 111. 11 cộng 10 bằng 21. 756 cộng 111 bằng 867. 111 cộng 21 bằng 132. 867 cộng 132 bằng 999. Kết quả làm bài của các em có giống cô không nào? À, rất tốt. Bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Các em hãy cùng cô đọc đề bài nhé. Tàu thứ nhất chở 150 kiện hàng. Tàu thứ hai chở 223 kiện hàng. Hỏi cả hai tàu chở bao nhiêu kiện hàng? Chúng ta đọc lại đề bài một lần nữa nhé. Tàu thứ nhất chở 150 kiện hàng. Tàu thứ hai chở 223 kiện hàng. Hỏi cả hai tàu chở bao nhiêu kiện hàng? Như vậy, ở bài toán này, để biết cả hai tàu chở bao nhiêu kiện hàng, chúng ta sẽ lấy số kiện hàng của tàu thứ nhất cộng với số kiện hàng của tàu thứ hai. Như vậy, phép tính mà chúng ta lựa chọn đó là phép tính cộng. 150 cộng 223. Để biết 150 cộng 223 bằng bao nhiêu, cô sẽ đặt tính ra. 0 cộng 3 bằng 3, viết 3. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. Như vậy, 150 cộng 223 bằng 373. Như vậy, chúng ta đã tìm được cách giải bài toán rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ trình bày bài giải nhé. Bài giải. Câu hỏi của bài toán là: hỏi cả hai tàu chở bao nhiêu kiện hàng? Thì chúng ta sẽ đặt lời giải là: số kiện hàng cả hai tàu chở là. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết phép tính: 150 cộng 223 bằng 373. Đơn vị là kiện hàng, chúng ta viết trong ngoặc đơn. Cuối cùng, chúng ta viết đáp số là 373 kiện hàng. Ngoài cách trình bày này, em nào có cách trình bày khác không? À, đúng rồi, chúng ta có thể trình bày bằng cách khác như sau. Bài giải: 150 cộng 223
bằng 373. Trả lời, cả hai tàu chở 373 kiện hàng. Đây là cách trình bày thứ hai. Và trong hai cách này, các em trình bày bằng cách nào cũng đúng nhé. Bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Số. Trong bài tập này, chúng ta cũng quan sát tranh và tìm hiểu nội dung của bức tranh, rồi sau đó điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi này. Quan sát hình ảnh, chúng ta sẽ thấy đây là cảng Sa Kỳ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Còn đây là cảng Danh thuộc tỉnh Quảng Bình. Và bài tập đã cho chúng ta biết quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Tiên Sa là 134 km. Quãng đường từ cảng Tiên Sa đến cảng Danh là 235 km. Và bài tập hỏi chúng ta rằng quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Danh đi qua cảng Tiên Sa dài bao nhiêu km? Như vậy, để biết được quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Danh đi qua cảng Tiên Sa dài bao nhiêu km, thì chúng ta sẽ lấy độ dài quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Tiên Sa cộng độ dài quãng đường từ cảng Tiên Sa đến cảng Danh, tức là chúng ta sẽ lấy 134 km cộng với 235 km. Chúng ta sẽ ra được quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Danh đi qua cảng Tiên Sa. Rồi các em hãy tìm cho cô kết quả đi nào. 134 km cộng 235 km bằng bao nhiêu km? Các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại để có thời gian tính. Sau khi các em tính rồi thì các em hãy nói kết quả cho cô biết nhé. Các em đã có kết quả chưa? Nói cho cô biết kết quả của các em là bao nhiêu? À đúng rồi, 134 km cộng 235 km bằng 369 km. Như vậy, ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 369. Quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Danh đi qua cảng Tiên Sa dài 369 km. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động Đất nước em. Trong hoạt động này, yêu cầu các em tìm vị trí tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình trên bản đồ trang 114. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 114 nhé. Rồi, bây giờ các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Các em hãy tìm cho cô vị trí của tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình trên bản đồ nhé. Các em đã tìm được chưa? Bây giờ các em hãy xem kết quả của cô nhé. Đây là vị trí của tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí của tỉnh Quảng Ngãi nằm ở hàng ngang số 9 kết hợp với cột dọc số 8. Còn đây là vị trí của thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng nằm ở hàng ngang số 8 kết hợp với cột dọc số 7 và số 8. Còn đây là vị trí của tỉnh Quảng Bình. Vị trí của tỉnh Quảng Bình nằm ở hàng ngang số 7 kết hợp với cột dọc số 5. Phần cuối của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động thực tế. Trong hoạt động thực tế này, yêu cầu các em ngoài ba cảng được nêu trong bài 5, nêu thêm cảng biển mà em biết. Trong phần hoạt động thực tế này, cô sẽ gợi ý cho các em như sau. Ngoài ba cảng được nêu trong bài 5, cô sẽ nêu thêm một vài cảng biển lớn ở nước ta. Ví dụ như cảng Cái Lân ở tỉnh Quảng Ninh, cảng Cửa Lò ở tỉnh Nghệ An, cảng Chân Mây ở Thừa Thiên Huế, cảng Dung Quốc ở tỉnh Quảng Ngãi. Các em hãy dựa theo gợi ý của cô để trả lời phần hoạt động thực tế này nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Nếu thấy video này bổ ích, các em hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2
trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.